Các bạn thân mến, cuộc sống càng ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng và chúng ta có điều kiện để bồi bổ cho cơ thể, chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như những thành viên trong gia đình. Có rất nhiều người đã lựa chọn những dòng thực phẩm chức năng trên thị trường để bổ sung dưỡng chất giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh từ cấp độ tế bào. Và có một phương pháp khác cũng tương tự như vậy, đó là chúng ta sử dụng những vị thuốc dân gian, đó là những kinh nghiệm dân gian và những bài thuốc gia truyền của rất nhiều những lương y của đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiện nay thì đã được nhà nước cấp phép chứng nhận cho một số vị thuốc gia truyền trên thị trường. Thì trong chương trình hôm nay xin phép được tiếp thị đến các bạn một vài món để các bạn có thể nghiên cứu bồi bổ. Nếu như các bạn có nhu cầu về mua sắm thì hãy gọi điện và kết bạn Zalo theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Và bạn nào có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn thì có thể kết bạn với Facebook Xuân Thanh đang hiển thị bên góc trái của màn hình. Các bạn thân mến, như tôi đã nói với các bạn từ rất lâu, bên cạnh việc giới thiệu các bạn những món đồ audio, kể cả những dòng nghe, dòng hát, thì tôi tiếp tục giới thiệu đến các bạn rất nhiều những dòng sản vật của núi rừng Tây Bắc, từ thịt trâu khô, rồi thịt lợn khô, rồi đến những cái vị thuốc, ví dụ như là thuốc đại tràng dạ dày đã được cấp phép của y tế này, những bài thuốc về gan thận thải độc của cơ thể này, rồi cao gắm dân gian, rồi đông trùng hạ thảo, rất nhiều những cái món gia vị chế biến thức ăn để đảm bảo sức khỏe của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc khác. Nhưng trong chương trình hôm nay thì xin tiếp thị các bạn những sản phẩm trước mắt. Các bạn đã biết rồi, từ lâu thì đông trùng hạ thảo đã có những cái tác dụng nhất định đối với cơ thể và đã được khoa học nghiên cứu kiểm chứng. Và các bạn thấy là đông trùng hạ thảo trong thế giới tự nhiên hiện nay thì thật giả lẫn lộn, mà thứ hai nữa là nó rất là đắt đỏ và chúng ta khó có điều kiện để tiếp cận mua. Chính vì vậy mà các bạn thấy là có rất nhiều những cái công ty ở rất nhiều các tỉnh khác, người ta đã ươm mầm và người ta đã nhân giống và tạo ra những dòng đông trùng hạ thảo với mức giá hợp lý để rất nhiều người có thể mua được và có thể tiếp cận được để chúng ta sử dụng và nâng cao sức khỏe cho cơ thể. Thành phần ở trong đông trùng hạ thảo là những gì thì các bạn có thể tìm hiểu trên Google và tại sao nó lại tác dụng rất là mạnh mẽ với cơ thể con người chúng ta. Có thể nói rằng những người bị suy nhược này thì chúng ta có thể sử dụng để bồi bổ nâng cao sức khỏe cơ thể. Rồi anh em nào yếu sinh lý vân vân thì các bạn biết tác dụng của đông trùng hạ thảo rất là mạnh mẽ và nó có khả năng giúp chúng ta bổ tim, bổ phổi, bổ thận, bổ gan. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu kỹ trên Google. Ở đây thì các bạn thấy có những cái mẫu đông trùng hạ thảo của một cái công ty rất là nổi tiếng được cấp phép hoạt động ở trên địa bàn của tỉnh Lai Châu. Thì các bạn biết rồi, Lai Châu là một trong những tỉnh miền núi ở Việt Nam chúng ta, có cái độ cao rất là lý tưởng để phát triển những giống sâm hay là những cái giống đông trùng hạ thảo. Thì ở đây các bạn nhìn thấy có mấy cái mẫu như thế này. Đây là một cái mẫu đông trùng hạ thảo này. Đấy, các bạn có thể thấy rất là rõ là cả những cái mã vạch để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ. Đấy, có đầy đủ tên của thương hiệu. Những cái hộp như thế này các bạn yên tâm là xuất xứ rất là rõ ràng. Đấy, các bạn thấy rất là rõ theo tiêu chuẩn OCOP này. Đấy. Thì những hộp đông trùng hạ thảo tem đen, các bạn nhớ nhé, những dòng tem đen này được có giá 900.000 đồng. Những dòng tem đỏ này đấy, thì cũng đều của một công ty thôi, thì có giá 700.000 đồng. Các bạn thấy nó to nhỏ nó khác nhau, đấy, cái mẫu khác nhau, mẫu mã nó khác nhau, ghi rất là rõ cái công dụng của nó ở đây và cái cách sử dụng này. Đấy, khối lượng 50g đầy đủ. Thì các bạn nhớ nhé, là đối với hai cái mẫu này, mẫu tem đỏ này có giá 700.000 và cái mẫu tem đen này thì có giá là 900.000 đồng. Đối với cái mẫu này, đây là những cái mẫu cánh thì các bạn thấy này, có giá là 400.000 đồng, rất là hợp lý, đầy đủ tem niêm phong và ghi rõ ngày tháng sản xuất và mẫu model. Đấy, thương hiệu của công ty, logo của công ty này, sản xuất ở Lai Châu. Thì các bạn thấy đây là một trong những điều kiện rất là lý tưởng để các bạn sở hữu. Các bạn có thể sử dụng ngâm rượu cũng được, rồi các bạn có thể hãm như nước trà chúng ta uống thường ngày. Đấy, uống đều và nhắc các bạn là phải dùng thường xuyên. Thì các bạn, những bạn nào mà chơi thể thao cũng thế thôi, sử dụng thường xuyên thì nó sẽ tăng cái độ bền, độ dẻo dai của cơ bắp, đặc biệt là nó thúc cho cơ thể chúng ta sản sinh ra cái testosterone nội tại, thì các bạn sẽ tăng cường cái sức mạnh sinh lý. Và những người mà thường xuyên ốm đau, về cơ thể chúng ta có những vấn đề, thì chúng ta có thể sử dụng nó để bồi bổ. Thứ nữa thì xin giới thiệu các bạn, đây là một trong cái mẫu thì các bạn có thể mua làm quà biếu tặng cũng rất là đẹp này, đóng hộp đầy đủ. Đấy, hộp này thì các bạn thấy này, rất là đẹp, đóng theo cái mẫu đó. Và cái mẫu này cũng thế, đấy, nó nhỏ hơn, đều theo tiêu chuẩn OCOP. Các bạn thấy đây này, danh sách đây này, anh em đặt hàng ở khắp nhiều tỉnh thì phải ghi chép rất là cẩn thận để đóng gửi cho anh em. Bên cạnh đó thì các bạn thấy là, các bạn biết là trong cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta ăn uống thì cái tồn dư cái thuốc trừ sâu ở trong cái rau cỏ, rồi cơ thể chúng ta hoạt động nó cũng sinh ra cái độc tố tích
ở trong cơ thể chúng ta theo năm tháng, rồi rượu bia, rồi thuốc tây, kháng sinh chữa bệnh vân vân. Thế các bạn thấy là cứ mỗi thứ một tí nó dồn lại và nó đọng ở trong cơ thể chúng ta rất nhiều các độc tố, và nó đến khi nó phát ra thì các bạn biết rồi. Chính vì vậy mà các bạn cũng phải chăm chỉ sử dụng những cái sản phẩm để thải độc. Và các bạn thấy một cái phương pháp đơn giản nhất là chúng ta uống nhiều nước ấm trong ngày, đến nước lọc thôi, thì đó là một cái điều mà bác sĩ cũng khuyến cáo rồi. Ở đây thì có một cái vị thuốc của một cái lương y ở miền núi này. Đây là cái bài thuốc các bạn thấy rất rõ này, đã được cấp phép hoạt động của Sở Y tế địa phương này. Đấy, đây là cái trà giải độc gan thận, có giá 150.000 đồng, có rất nhiều các công dụng. Đấy các bạn thấy này, những cái bạn mà có những cái vấn đề về khó ăn không ngon, vàng da, tiểu buốt, rắt, mắt vàng, da vàng, hút thuốc lá, uống rượu bia nhiều, ăn hoa quả, rồi như cái điều mà tôi vừa nói ở trên, nó tích trữ trong cơ thể chúng ta, thì chúng ta sử dụng nó hãm như trà uống hàng ngày, có 150.000 thôi. Bài thuốc này là một bài thuốc gia truyền và đã công bố và đã được cấp phép của Sở Y tế địa phương. Thứ nữa thì các bạn thấy, tôi vẫn nhắc lại các bạn, nếu bạn nào mà bị gút, bạn nào mà chúng ta có thể do cơ địa hoặc chúng ta ăn uống nó quá tải một chút về những cái sản phẩm mà nó có nhiều đạm như là hải sản, thịt chó, thịt dê vân vân, thì các bạn có thể sử dụng cao gắm này. Đây là cao gắm, thì các bạn cứ vào mạng các bạn gõ này, cây gắm ấy, thì nó có cái tác dụng là trị gút, và người ta đã nấu nó thành một cái dạng cao rất là cầu kỳ như thế này. Thì những lọ cao gắm này có giá 150.000 đồng, nó chuyên về trị gút, các bạn cứ tra trên Google là các bạn biết ngay thôi, và tôi sẽ ship cho các bạn. Còn những bạn nào mà bị đại tràng này, bị viêm loét dạ dày, trào ngược, viêm loét thực quản này, rồi bạn nào mà bị về nhất là đại tràng có thắt đau này, ăn uống và là chúng ta cứ muốn đi vệ sinh ngay, thì các bạn nhớ là sử dụng những cái dòng sản phẩm này. Đây là một cái bài thuốc của một lương y người Thái. 10 bác mua sản phẩm của tôi thì giới thiệu luôn cho đến 100 bác luôn, thì người ta bảo tay nhau, người ta bảo nhau và người ta mua rất là nhiều những dòng sản phẩm như này. Đây là những bài thuốc rất là đảm bảo các bạn nhé. Đây là bài thuốc được cấp phép đầy đủ, có thể truy xuất được nguồn gốc đấy, qua mã vạch đấy, chữa viêm loét dạ dày, đại tá tràng, viêm hang vị, đau thượng vị, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP, đau đại tràng, viêm đại tràng đấy, đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa. Có những bác khi sử dụng cái sản phẩm này nó hợp, bác sử dụng hết 3 gói là bác nhắn tin cho tôi là cảm ơn tôi đã giới thiệu cho các bác. Bác biết đến cái bài thuốc mà bác bị đại tràng từ chục năm nay rồi, mà bác uống có 3 gói là bác thấy là hầu như không còn một cái dấu hiệu nào của cái bệnh đại tràng nữa. Thì đây là một cái điều mà xin giới thiệu, nếu bạn nào có nhu cầu thì chúng ta có thể tìm hiểu. Các bạn thân mến, cái một gói này có giá 300.000 đồng này, 270 viên, mỗi một ngày uống 3 lần, mỗi lần 4 viên. Ở trên này ghi rất là rõ rồi những cái thứ các bạn cần phải kiêng này. Bài thuốc này rất tốt các bạn nhé. Đây là những bài thuốc gia truyền của người dân tộc Thái. Bản thân tôi cũng thấy khi tôi uống cái thuốc Morphen, thuốc giảm đau đấy, Morphen 400 đấy, tôi uống quá liều và nó bị viêm hang vị dạ dày rất nhiều năm và rất là khổ. Mà khi tôi sử dụng cái thuốc này thì các bạn thấy là nó lại không đau dạ dày nữa. Và uống bia, uống rượu, trước đây mình cứ uống nhiều một chút là nó đau, nhưng bây giờ nó lại có một cái dở đấy là mình uống vào là nó khỏi. Cho nên là uống mãi không thấy đau đâu, mình cứ uống mãi và càng uống càng say. Đây là câu chuyện vui cho các bạn như vậy thôi. Mong rằng qua một video clip như thế này, các bạn có nhu cầu tìm hiểu những dòng sản phẩm nào thì các bạn có thể đến với chúng tôi, kể cả những cái dòng cao bổ phổi, rồi là thịt trâu khô chặt chéo của núi rừng Tây Bắc. Tất cả những cái gia vị của núi rừng Tây Bắc hầu như là tôi đều có cả, kể cả nấm linh chi, ngọc cẩu đấy, rồi sâm cao đều có cả. Để các bạn có thể tìm hiểu thì các bạn gọi điện hoặc nhắn tin, kết bạn Zalo theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.